Xin chào các bác, em đang có mặt ở Toyota Thăng Long và hôm nay thì em mới gửi đến các bác chiếc Toyota Wigo. Đây là phiên bản số sàn các bác nhá. Giá rất là rẻ thôi và chiếc xe này thì đã được lên đầy đủ tất cả các phụ kiện. Ví dụ như là dán phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc ghế da. Đó, những cái phụ kiện chi tiết nhất. Trước mắt chúng ta là chiếc Wigo màu bạc. Hiện tại thì Toyota Wigo đang được phân phối tại Việt Nam dưới cái hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Có hai phiên bản của Toyota Wigo, đó là Toyota Wigo số sàn và Toyota Wigo số tự động. Điểm đáng chú ý là cả phiên bản số sàn và số tự động này, nếu mà các bác nhìn từ bên ngoài thì sẽ không để phân biệt được đâu, bởi vì chúng giống nhau bên ngoài là 100% luôn. Đó. Còn ở bên trong thì chúng ta chỉ khác nhau về hộp số và cái đầu DVD thôi. Còn lại tất cả các chi tiết khác, ví dụ như thông số kỹ thuật, kích thước, tính năng an toàn, option, chúng ta giống nhau toàn bộ. Đó. Hai phiên bản của Toyota Wigo đang được bán tại Việt Nam ấy, thì có giá bán lần lượt là Toyota Wigo số sàn 345 triệu, Toyota Wigo số tự động là 405 triệu. Và Wigo là một mẫu xe hạng A, cỡ nhỏ, giá rẻ, có rất nhiều các màu sắc để cho các bạn tùy chọn. Chúng ta sẽ có màu bạc này, màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xám và thậm chí có cả màu cam luôn. Về tổng thể thì Toyota Wigo này nhìn một cách sơ lược thôi, nó sẽ to hơn Hyundai to hơn Kia Morning nhưng mà sẽ nhỏ hơn Hyundai i10. Đấy. Wigo sẽ sử dụng những cái đường nét thiết kế có thể nói là nó cứng cáp. Có cái gì đó nó nếu mà nói không phải chê đâu nhưng có gì đó nó vẫn hơi thô thô một chút, nó không được mềm mại như là Hyundai i10. Đây chính là phần đầu của chiếc Wigo. Thì kể cả phiên bản số sàn với phiên bản số tự động, các bác đều được trang bị cái đèn bi hết nhá. Đèn bi halogen cho ánh sáng màu vàng dành cho đèn cốt, và đối với đèn pha thì chúng ta vẫn sử dụng đèn halogen cho ánh sáng vàng. Phía dưới chúng ta có một cái giải đèn để mi như thế này và nó sẽ có ánh sáng màu trắng, nó giả đèn led. Dưới cùng ấy, thì sẽ là cái đèn xi nhan. Cả hai phiên bản Wigo số sàn và số tự động đều được trang bị sẵn cái đèn gầm sương mù, được thiết kế phá cách dạng chiếc lá và có cái nét gì đó giống như trên người đàn anh là Toyota Vios và Toyota Yaris. Phần lưới tản nhiệt thì được thiết kế khá là to. Đó, nó tạo chiếc xe có một cái vẻ cứng cáp khi mà chúng ta nhìn trực diện từ phía trước mặt. Ở cả hai phiên bản số sàn số tự động thì chắc chắn là các bác sẽ không cần phải nâng cấp thêm hệ thống đèn rồi, bởi vì chúng ta sẽ có sẵn cả cái đèn bi luôn. Ở phần thân xe ấy, thì các bác sẽ có một cái mẫu la răng. La răng là 14 inch nhá, và sử dụng là la răng đúc dành cho cả hai phiên bản số sàn cũng như là số tự động. Ở phần gương chiếu hậu thì sẽ là một chiếc gương cùng màu thân xe, được tích hợp cả cái xi nhan báo rẽ. Nhưng mà điểm đáng tiếc là cái mẫu xe Wigo này nó chỉ được trang bị cái chỉnh cái lòng gương bằng điện, còn cụp thì vẫn cụp cơ. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe và có cái gì đó nó hơi cổ điển một chút. Đây xi nhan này các bác nhá. Cái này thì các phương tiện phía sau cũng như là hai bên sẽ rất dễ quan sát. Lui một chút xuống phần đuôi xe đi. Ở phần đuôi này thì những cái chi tiết nó cứng cáp, chắc chắn là cứng cáp hơn cả phần đầu luôn. Các bác sẽ có cả cái cánh hướng gió trên cao này, đèn báo phanh trên cao, gạt mưa sau. Đó, chúng ta đều được trang bị đầy đủ hết. Đây nha các bác này, đây là cánh hướng gió này, không cần phải lắp thêm nhá. Với cánh hướng gió này thì ngoài việc mà nó tạo được cái vẻ thẩm mỹ thì nó sẽ giúp cho chiếc xe ổn định hơn, đặc biệt là khi các bác vận hành ở cái tốc độ cao. Ở phần đèn hậu này thì chúng ta sẽ có một cái cụm đèn hoàn toàn bằng led hết. Lưu xuống phía dưới là xi nhan và đèn báo lùi. Có điểm đáng chú ý này các bác, Wigo thì đều ký hiệu là 1.2G hết, kể cả số sàn và số tự động đều ký hiệu là 1.2G. Thế nên là về cơ bản nếu mà chúng ta nhìn từ bên ngoài thì không thể nào phân biệt được luôn. Ở mẫu xe này thì được trang bị sẵn là cảm biến lùi luôn, cả số sàn số tự động chúng ta đều có sẵn cảm biến lùi. Đó. Đối với cái số tự động thì bác trang bị thêm camera ở vị trí này, còn với số sàn nếu mà các bác muốn lắp thêm thì mình phải lắp cả bộ, đấy là DVD cộng camera lùi. Dưới cùng thì chúng ta sẽ có một cái đèn phanh ở cản sau. À xin lỗi các bác, đây là đèn phản quang nhé. Đèn sương mù phía sau, nhưng mà nó chỉ là đèn phản quang thôi. Đây chính là tổng thể về cái phần thiết kế ngoại thất của mẫu xe này. Còn bây giờ thì em sẽ mở cái nội thất ra để cho các bác quan sát kỹ hơn một chút về nội thất của mẫu xe Toyota Wigo. Hiện tại thì mua được Wigo này nó rất là rẻ thôi. 345 triệu số sàn, nhưng mà khuyến mại thì các bác chỉ thanh toán thực tế khoảng 325 triệu thôi. Tương tự đối với cái Wigo số tự động thì 405 triệu, nhưng mà các bác thanh toán thực tế nó rơi đâu đó khoảng tầm 370 triệu thôi.
Đây em mở cái cốp để cho các bác xem cái khoang hành lý này. Nó không quá rộng nhưng mà về cơ bản nó rất là đủ dùng. Chúng ta có thể thoải mái để hai cái vali cỡ lớn. Phía dưới là kích lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa. Và với cái tấm thanh để đồ phía sau này thì các bác hoàn toàn có thể để những đồ nhỏ nhẹ ở trên này. Còn nếu không thích, các bác cũng có thể tháo ra được. Còn đây là cái không gian hàng ghế thứ hai này. Các bác lưu ý giúp em chút này là xe nguyên bản ấy thì nó là ghế nỉ nhá. Và chủ nhân của mẫu xe này người ta chuẩn bị nhận, thế nên là các bác ấy đã chọn bọc ghế da. Và khi các bác mua xe Toyota Thăng Long ấy, thì cái việc bọc ghế da này là được tặng. Đấy, mình sẽ được tùy chọn. Ví dụ như bác chủ xe này thì bác chọn mẫu ghế da màu đen pha với chỉ kem. Còn nếu các bác thích thì có thể lựa chọn thêm những cái màu sắc khác, ví dụ như màu kem, màu đỏ, màu da bò. Đấy. Đây tổng thể phía sau này rất là rộng. Cái kích thước kính nó rất là lớn, thế nên là các bác sẽ rất là thoải mái luôn. Khoảng để chân đầu gối rộng rãi, khoảng trần xe cũng rất là rộng. Đấy các bác nhìn này, khoảng một gang, tầm khoảng một gang tay rưỡi, gần hai gang tay luôn. Nói chung là các bác cao khoảng 1m75 cũng vẫn là thoải mái. Còn đây là cái khoang khoang lái này, thì cái ghế sau khi được bọc ấy, nó sẽ có cái hình dạng như thế này. Và cái tựa đầu nó sẽ đính liền luôn với cái thân ghế. Nó giống như những cái ghế thể thao ở trên những mẫu xe đua. Ở khoang cabin này thì chúng ta sẽ có chủ yếu là cái chi tiết nhựa thôi. Đây là chìa khóa này. Chìa khóa điều chỉnh từ xa nhá, chỉ có nút bấm mở cửa và khóa cửa thôi. Đây em khởi động thử cho các bác quan sát luôn. Đây cụm đồng hồ này, chia làm 3 vùng riêng biệt. Và nó sử dụng những cái thiết kế chi tiết màu tròn tròn ấy, nó giống như trên những cái mẫu xe Bentley trước đây. Đó. Tay lái thì giả da thôi, chất liệu giả da nhưng mà tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm. Chuyển kênh, chuyển bài, chuyển âm lượng. Bên này chúng ta sẽ có những cái nút điều chỉnh gương, điều chỉnh mặt gương các bác nhé. Cửa gió điều hòa thì nó có cái gì đó nó hơi cổ điển. Ở phía bên này chúng ta sẽ có cái hệ thống điều hòa này, chỉnh cơ, màn hình CD, một đĩa 4 loa. Đó. Nếu mà số tự động thì chỗ này các bác nó là đầu DVD luôn. Hay điều hòa chỉnh cơ này, nhưng mà rất là mát luôn. Phía dưới này là hộp số sàn 5 cấp. Nếu mà phiên bản số tự động thì sẽ là hộp số tự động 4 cấp. Wigo để tiết kiệm nhiên liệu lắm. Các bác chạy taxi của Mai Linh là thích cái mẫu xe này này. Không biết các bác ở trong khu vực phía Nam như thế nào, chứ ngoài Hà Nội này bây giờ taxi Mai Linh người ta dùng rất nhiều cái mẫu Wigo này. Nó chạy đường trường đâu đó loanh quanh chỉ khoảng hơn 4 lít. Còn nếu mà đường Hà Nội thì nó khoảng tầm 6 lít cho 100 km. Hiện tại Wigo này bên em đang hỗ trợ trả góp lên 85% giá trị xe nhé. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, thủ tục trả góp thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline miền Nam và miền Bắc em đã đính kèm trên video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video clip tiếp theo, nơi mà em sẽ cập nhật đầy đủ hết tất cả những cái mẫu xe, tất cả những cái màu xe Wigo mới nhất để cho các bác tham khảo và dễ chọn lựa trong cái quá trình mình mua xe. Xin chào, xin cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bác ở trong những video clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.